một cái trò ảo thuật khá là hay, khá là thú vị từ bộ bài lá này. Hay, thú vị như thế nào? Mời các bạn cùng xem. Thì để biểu diễn được cái trò này, trước tiên chúng ta cần phải có một bộ bài. Bài này cũng được các bạn nha. Rồi, đây, bộ bài mới thì càng tốt các bạn. Mới càng tốt nha. Bài này thì cũng mới, mà mới khui mấy bữa trước. Rồi, một cách ngẫu nhiên, không sắp đặt. Rồi, để nâng cấp độ khó lên, mình sẽ biểu diễn một cách bịt mắt lại nha, bịt mắt lại. Đấy. Khẩu trang dùng để bịt mũi, bữa nay mình sẽ bịt mắt luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái gì thì sẽ thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ để chỉnh lên mới được. Rồi, không không sắp đặt sẵn gì hết nha. Dạ bạn. Thật sự khi bịt mắt lại, cái cảm giác cái đầu mình nó quay quay. Các bạn thử đi. Rồi, cắt bài luôn. Rồi bây giờ mình chảy ra như thế này. Mình sẽ bắt một lá bài ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nha. Bỏ qua bên. À, rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lá bài này. Lá bài này mình chẳng biết nó là lá gì đâu, nhưng mà chỉ có các bạn nhìn thấy nha. Và mình sẽ đúc cờ một cách ngẫu nhiên thế này nha các bạn. Đó, bạn thấy thì bây giờ nó vào trong giữa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ khắc bài như thế nào đó ha. Rồi mình trẻ bài. Lộn xộn rồi ha. Đó. Khắc bài. Sao bài. Đó. Như vậy thì không biết nó nằm đâu luôn. Rồi. Để lấy được ra lá bài đó thì cần một điều kiện nữa, đó là dở ra, đeo nãy giờ chóng mặt quá. Rồi mình phải đeo kính vô mới được. Rồi. Bây mình sẽ xào bài. Đó. Rồi mình đã tách đôi phần bài ra, tách đôi ra nha. Mình pha rô đó. Rồi giờ mình xào bài. Chẻ bài. Lộn xộn các bạn. Nhưng mình không biết trong bài này cái bài mình nằm ở vị trí nào. Bây giờ mình chỉ còn một cách để mình đoán đại. Giống như ăn may. Trúng thì nó hay. Không trúng thì thôi. Rồi thì mình sẽ đoán có phải là cái bài này, cái bài này các bạn chọn nha, cái này. Rồi mình sẽ rút cái bài này ra nha. Rồi thì hồi nãy là mình đưa cho các bạn xem là cái ách cơ, chính xác nó là cái ách cơ đó. Vậy thì mình rút cái ách cơ ra rồi đó. Nhưng mình nghĩ các bạn đã qua mắt. Cây nãy các bạn nhìn không phải là gạch cơ, mà cục bài cây bài khác. Thường các bạn xem trong những cái bộ phim, phim thần bài rồi đó, hay biến bài. Ví dụ như mình muốn lấy cái thùng quá sảnh, mà nó ví dụ như mình muốn biến ra cái ách. Thì hôm nay mình sẽ biến một cây này thành cây khác. Hồi nãy cái ách cơ đúng không ạ? Mình sẽ biến ra một cái cây, mà cái cây đầu tiên các bạn đã thấy. Ta biến ra có khói, cái này biến không có khói nha các bạn.
Rồi. Vậy thì cây hồi nãy các bạn chọn có phải là cây này không? Chứ cái cây hồi nãy mình không biết, mình không thấy, tại vì mình bịt mắt lên mình không thấy rồi. Nhưng mà mình biểu diễn cho các bạn xem rồi mình lấy ra cái bài này. Ok. Nếu thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh ủng hộ Lý Thảo nha. Chào anh em.